Đây các bạn ơi, đây cầu Giang nè, đó này cầu Giang đổ mấy cái ống này ra nha. Có coi YouTube không? Tụi nó có coi kênh của anh Lê Hữu Lân á. Kênh anh là kênh Lê Hữu Lân đấy nha. Có vút ra cầu kéo mạnh nữa nha. Dít con nhỏ xíu. Còn con nữa nè, nè 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 nè, con này mới giữ nè. Rồi xử lý cậu ơi, này con lươn siêu khủng lồ. Ê đây con lươn siêu khủng lồ của cậu kìa cậu. Đổ đổ ra đi cậu, con lươn khủng lồ đó. Ồ lươn khủng lồ, thấy không các bạn, lươn khủng lồ luôn. Nữa đi, tiếp tục, tiếp nữa. Để đại đi, để đại hồi mình cắn lại. Lươn biết nói chuyện. Cười. Trời trời, lươn bự hơn cái bắp tay nhỏ nữa. Đúng không? Ồ. Hai con. Hai con. Hai con đó hả? Ngóng hai con. Mẹ. Không có mẹ ở đây. Ê nó bỏ cái đó. Con nhỏ xíu. Lâu lâu thấy lươn mà dữ rồi. Quá trời bự. Con nào nấy tồ và dền luôn. Quá trời con lươn bự. Quá trời bự rồi. Lươn khủng khiếp. Ơi, nó la quá trời. Trời ơi, hai con bành kỳ. Ừ, bỏ qua đây nè. Ê, nó chui vô đây nữa rồi. Con đó chết rồi. Ồ, hai con nữa kìa, thấy không? Hai con sống nhăn. Ủa con bự này chết hay gì đây? Chết rồi. Con này cũng chết rồi. Con trời con khủng khiếp luôn trời. Để đại đi cậu, tháo hai ống này nữa nè. Quá trời con lươn bự. Khủng khiếp. Đường đó nhỏ. Trời ơi. Chết ngắt con bự cho bá vậy. Bỏ mẹ nó chứ. Ba con, bốn con bự bành kia luôn trời. Ủa lụn. Không biết á, cậu không gỡ cái này thôi nó ra được. Nè. Hết chưa? Trời có mấy ống mà. Ờ, con nào nãy bự quá trời bự. Trời trời vòng gì luôn này trời. Lươn bằng cán chổi vậy. Cái dao yếm á, bằng cán dao vậy ha. Khủng khiếp luôn. Vậy cậu. Ừ hay quá. Wow. Chút xíu thôi. Wow. Rồi. Wow. Nó quá trời bự luôn các bạn ơi, con nào nấy. Bành bành không à. Đây ba con chết ngắt. Quá trời. Lươn nặng lươn nấy hết hồn. Khủng khiếp. Rồi, tới đây cũng xin kết thúc video các bạn ơi.